Không, mà làm phim với tụi nó mới cua được gái Sài Gòn chú. Đợi học xong là cưới luôn. Tao nhắm nó cho thằng Vũ đó. Đây là Vân. Đây là thằng Vũ. Như vậy xe đâu phải không? Hả? Lúc nào cũng muốn được là Vân. Tại sao? Để có thể yêu thương bình thường. Anh sao vậy? Thôi tao bận. Vậy thôi em ngồi đây chờ. Tới sáng sớm mai nó phải trở thành thằng đàn ông.